cách đọc giá trị đơn viết như thế nào. Hoàng Sơn xin chào bà con. Chúng ta có hai cái đơn vị khi sử dụng máy đo đường viết ha, thì đó là milimol trên lít và miligram trên decilit. Thì thường á, chúng ta mua một cái thiết bị y tế và cái máy đo đường viết thì chúng ta sẽ có một cái bảng như thế này, hoặc là chúng ta có thể lên mạng gõ Google bảng đo đường viết chúng ta sẽ có ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai đơn vị đo là milimol là bên giải bên đây, thì thường cái con số nó khá là nhỏ, ví dụ giống như 1 chấm 2 chấm 3 chấm 7 chấm 10 chấm. Còn trường hợp là bên đây là miligram, chúng ta sẽ quy đổi tương đương, thì ở bên đây là nó mấy chục đến vài trăm. Thường hai con số này nhá, nó sẽ có cái bảng song song như thế này để cho chúng ta dễ đo. Ví dụ giống như khi chúng ta đo đường huyết thì nó nằm trong khoảng màu trắng này là chúng ta bị hạ đường huyết, bị tuột đường huyết nha. Còn màu xanh này tức là đường huyết chúng ta bình thường trước khi ăn, và màu vàng này là bình thường sau khi ăn, tức là sau khi ăn 2 đến 4 tiếng chúng ta đo đường huyết thì chúng ta thấy nằm trong cái khoảng màu vàng này là tốt, bình thường ha. Còn trường hợp màu đỏ là chúng ta bị tăng đường huyết, cái con số này càng cao thì chúng ta càng nguy hiểm cả nhà ha. Và đây là cái bảng đo đối với người không mang thai nha, còn đối với người mang thai rồi chúng ta nên hỏi ý kiến của bác sĩ thêm. Trường hợp chúng ta đo đường huyết là sau khi ăn thì khoảng 4 tiếng đồng hồ thì mới có kết quả chính xác ha, còn sau khi ăn chúng ta đo liền thì nó ra kết quả nhưng mà không có, rất là khó để so sánh. Rồi ví dụ chúng ta đơn vị là milimol trên lít mà chúng ta dưới 3.5 milimol hoặc là 63 miligram thì coi như chúng ta bị tuột đường huyết, và càng thấp thì càng nghiêm trọng cả nhà ha. Rồi trường hợp bình thường của chúng ta là 3.9 milimol cho đến 7 chấm hoặc là 70 miligram cho đến 162 là bình thường. Rồi đây là cái màu đỏ thì cả nhà mình thấy khó thấy. Đây là cái bảng mà khi chúng ta bị tăng đường huyết ở cái mức nghiêm trọng thì càng qua bên đây. Ví dụ cái con số của chúng ta mà 20 chấm thì tương đương với 360 nè, là bị đường huyết rất là cao. Và trường hợp càng lên cao trên đây, cỡ 300, 400 là nghiêm trọng cả nhà ha. Rồi, đây là cái cách đọc đơn giản. Như Hoàng Sơn nói lại là có hai đơn vị để đo. Tùy theo cái thiết bị mà mình đo, ví dụ thường thì ở miền Bắc chúng ta hay sử dụng là milimol, còn trong Nam thì chúng ta hay sử dụng là miligram. Nhưng mà bất cứ đơn vị nào thì chúng ta cũng có thể tra được hết, tại vì có một số thiết bị y tế là cho phép chúng ta chỉnh cái đơn vị đo trên máy, nhưng mà có một số thiết bị đo không thể chỉnh được, nên là chúng ta có cái bảng như thế này sẽ rất là dễ ha. Cả nhà mình nhìn thấy nè, màu trắng chưa, rồi màu xanh là bình thường trước khi ăn, màu vàng là đo sau khi ăn 2 đến 4 tiếng và thường là sau 4 tiếng, rồi màu đỏ là nghiêm trọng. Rồi cái cách đọc bảng giá trị khá là đơn giản. Cả nhà mình có thể xem thêm các video trên kênh Sức Khỏe 60 Giây để biết tăng đường huyết nghiêm trọng như thế nào, hạ đường huyết là như thế nào, rồi nguyên nhân gây tăng đường huyết, hạ đường huyết, và cách sử dụng thiết bị y tế, cách lựa chọn thiết bị y tế tại nhà như là máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, một số dòng máy như trợ thính, máy xông mũi họng và nhiệt kế. Chúng ta có thể khắc phục lỗi thiết bị y tế tại nhà như thế nào, chúng ta khỏi cần phải đi ra ngoài, với một số lỗi đơn giản. Chúc bà con mình sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.